Ok, chào mừng tất cả anh em trở lại Hùng Mobile. Dũng rồi đây. Loanh quanh trong khoảng 3 triệu là cái tầm giá mà có rất là nhiều người quan tâm khi mà mua điện thoại. Nhưng mà với một mức giá rẻ như vậy thì đâu mới là cái sự lựa chọn tốt cho các bạn, vừa đảm bảo một cấu hình ổn lại được hỗ trợ về sử dụng lâu dài. Sau đây thì mình sẽ gợi ý cho các bạn một số các cái sản phẩm đáng mua và tham khảo trong cái tầm giá này trong cái dịp Tết năm 2018 này nhá. Nếu mà các bạn không quan trọng nó tới từ cái thương hiệu nào thì Xiaomi sẽ là một cái sự lựa chọn rất là tốt trong cái tầm giá này. Đầu tiên chúng ta có Redmi 4X mới 100% full board bản 32GB RAM 3GB. Nếu bạn chọn bản 16GB RAM 2GB thì giá còn rẻ hơn, chỉ hơn 2 triệu mà thôi. Cái sản phẩm này thì vẫn có một cái thiết kế kim loại nguyên khối, vân tay một chạm nhanh, đặc biệt là pin cực trâu lên tới 4100mAh. Dùng 2 ngày thì cứ gọi là thoải mái đây. Nhưng mà mình lại có một cái tên sáng giá hơn trong tầm giá này, đó chính là chiếc Redmi 4X bản 16GB RAM 3GB. Cùng với mức giá gần 3 triệu, sản phẩm này thì sẽ có cho chúng ta một con chip Snapdragon 625 cho hiệu năng gần như tuyệt vời trong tầm giá. Màn hình 5,5 inch Full HD hiển thị khá là tươi. Camera chụp ảnh thì cũng chỉ tạm ổn và cũng có viên pin lên tới 4100mAh, cực trâu. Ngoài ra thì chúng ta còn có các cái tên khác như Redmi 5A bản 32GB hay chiếc Xiaomi 4. Tuy nhiên mình thì đánh giá không cao ở hai cái sản phẩm này. Redmi 5A thì có màn hình 5,5 inch nhưng mà độ phân giải chỉ ở HD thôi, nên cái hiển thị là khá là rỗ và không ấn tượng cho lắm. Pin thì cũng chỉ là 3000mAh. Còn ở Xiaomi Mi 4, mặc dù là chiếc flagship nhưng con chip Snapdragon 801, máy sử dụng là con chip 32 bit, khá là cũ rồi và sử dụng khá là nóng, cũng như thể là máy thì đã bị hãng bỏ rơi từ lâu rồi, không còn được hỗ trợ nữa. Vì vậy trong tầm giá này thì chiếc Xiaomi Redmi 4X là cái sự lựa chọn tốt nhất đến từ Xiaomi. Nhưng mà nếu bạn không thích những cái sản phẩm của Xiaomi thì còn những cái sản phẩm khác đến từ những cái hãng khác. Đến từ táo cắn dở nhá, iPhone thì chúng ta sẽ có iPhone SE lốc cũ. Đây là sản phẩm mình khá là thích với con chip Apple A9, RAM 2GB. Không những mạnh nhất trong tầm giá mà ngay kể cả Samsung Galaxy S8 hay Note 8 vẫn còn chưa thể bằng được, thì các bạn hiểu như thế nào rồi đấy. Ngoài ra thì đây cũng là một cái sản phẩm có khả năng chụp ảnh tốt, nhưng đổi lại thì màn hình của nó khá là bé, chỉ với 4 inch. Pin thì chỉ có 1642mAh, cũng như thể là máy lốc nên phải chịu khó fix lỗi rồi mới có thể sử dụng được. Bạn không thích ăn táo, bạn lại thích ăn sung. Thế thì Samsung thì có những cái máy nào? Chúng ta sẽ có chiếc Galaxy On 5 2016. Đây là một chiếc Z5 Prime được Samsung phân phối tại Hồng Kông. Là máy mới 100%, cấu hình thì tất nhiên không thể nào so bì được với các máy của Xiaomi rồi. Nhưng mà dòng máy Samsung thì mình thấy đây vẫn là một cái sự lựa chọn khá là ổn với thiết kế kim loại nguyên khối, vân tay một chạm, camera chụp ảnh có phần tốt hơn Xiaomi với khẩu độ lớn hơn. Cũng như máy thì hỗ trợ hai SIM của chúng ta. Trên đây là những cái sản phẩm với mức giá khoảng 3 triệu đồng mà mình nghĩ thấy rất là đáng để cho anh em quan tâm. Xiaomi thì có Redmi 4X và Redmi Note 4X. Còn iPhone thì có SE Lock. Và Samsung thì có Galaxy On 5 2016. Nếu là anh em thì anh em sẽ chọn ai trong những cái sản phẩm này? Hay là lại có sự lựa chọn khác? Xin mời để lại ý kiến ở phần comment nhé. Cũng đừng quên truy cập vào website hungwai.vn để tham khảo giá bán của các sản phẩm trên, cũng như cập nhật những cái chương trình khuyến mãi có giá trị trong cái dịp mua sắm cuối năm này nhá. Thấy video hay thì nhớ like, share và subscribe kênh YouTube Hùng Mobile. Mình là Dũng Ruồi, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.